Và để tiếp tục trong cái buổi tiệc họp mặt mấy anh em họ Lê hôm nay, Lê Hưng sẽ gửi đến quý anh em và tất cả cô bác láng giềng gần xa với một bài tân cổ Người Điên Yêu Trăng của soạn giả Nguyễn Châu, hát 456 thôi nha. Còn ta loạn cuồng